Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với vị thuốc về trị về tinh, vị thuốc hà thủ ô. Tinh tủy thủ căn mãi điềm tẩm nhức trú trúc đau quát khứ mì hát đậu trắp phán sái can vi mà
Tủ. Phục. Ngoặc. Mặt. Ngoàn. Phục. Dây. Dây. Nhập môn. Nhập môn. Mình xin đọc lại một lần. Hà thủ ô là tên vị thuốc. Ích tinh tỷ, bộ ích tinh tỷ thủ căn, lấy cái gốc của nó. Mễ điềm là nước vo gạo. Tẩm nhất trú, tẩm một đêm. Trúc đao là dùng dao bằng tre. Quát là cạo. Khứ bì, bỏ da nó của nó. Hắc đậu trắp là nước cốt nấu của đậu đen. Hắc đậu là đậu đen, trắp là nước cốt của nó. Phán, phán là trộn lên, tẩm trộn lên. Sái can là phơi khô. Vi mạc làm thành bột mịn. Hòa tửu khuấy với rượu. Phục là uống. Ngục hoặc mật hoàng, hoặc là làm viên với mật. Phục da dai, uống thì đều tốt. Xuất xứ từ sách Y học nhập môn. Chào tạm biệt các bạn.